Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: các ngươi dùng câu tục ngữ này về đất Israel rằng: cha ăn trái nho chua mà con ghê răng. Câu đó có nghĩa gì? Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Israel nữa. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nếu người nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, không ăn trên núi, không ngước mắt trong các thần tượng của nhà Israel, không làm nhục vợ kẻ lân cận mình, không lại gần đàn bà đang có kinh nguyệt, người mà không làm hại ai, trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ, không cướp vật gì của ai, ban bánh cho kẻ đói, mặc áo cho kẻ trần truồng, không cho vay mà ăn lời, không lấy thêm, rút tay lại khỏi sự gian ác, theo lẽ thật mà xét đoán trong người này với người khác, noi theo luật lệ ta và vâng giữ mạng lệnh ta, ăn ở cách thật thà, thì người ấy là người công bình, chắc thật người sẽ sống. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nếu người đã sinh con là trộm cướp, làm đổ máu, làm điều nào trong những điều ác đã nói trên kia, chẳng làm điều nào trong những điều thiện đã nói trên kia, nhưng đã ăn trên núi, làm nhục vợ kẻ lân cận mình, làm hại kẻ nghèo nàn thiếu thốn, cướp vật gì của ai và không trả của cầm, ngước mắt trông các thần tượng và phạm sự gớm ghiếc, cho vay ăn lời và lấy thêm, thì đứa con đó sẽ sống không? Không, nó sẽ không sống, vì nó đã phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. Chắc thật nó sẽ chết, và máu nó sẽ ở trên nó. Nhưng nếu người ấy sinh con trai, con thấy mọi sự tội cha mình đã phạm thì lo sợ, không làm điều chi giống như vậy hết. Nếu con ấy không ăn trên núi, nếu nó không ngước mắt trông thần tượng của nhà Israel, nếu nó không làm nhục vợ kẻ lân cận mình, nếu nó không làm hại ai, nếu nó không lấy của cầm và không cướp vật gì của ai, nhưng nó ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng, rút tay lại khỏi hại kẻ nghèo, không đòi lời lãi và lấy thêm, vâng giữ mạng lệnh ta và noi theo luật lệ ta, thì đứa con ấy sẽ không chết vì sự gian ác cha nó, mà chắc nó sẽ sống. Còn như cha nó đã dùng sự hung bạo ức hiếp và phạm sự trộm cướp đối với anh em mình, đã làm điều không lành giữa dân sự mình, này, chính nó sẽ chết trong sự gian ác mình. Các ngươi còn nói rằng, làm sao đứa con không mang sự gian ác của cha nó? Ấy là đứa con đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật. Ấy là nó đã giữ hết thảy luật lệ ta và làm theo. Chắc thật nó sẽ sống. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình. Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó. Nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm. Chúa Giê-hô-va phán rằng: ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Nhưng nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt chước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ dữ tự làm, thì nó sẽ sống không? Không có một việc công bình nào nó đã làm sẽ được nhớ lại, vì cớ sự phạm pháp mà nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ chết trong đó. Các ngươi lại nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe, đường lối của ta há không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình mình, nếu nó phạm sự gian ác, và nếu nó vì cớ ấy mà chết, ấy là vì tội ác nó đã phạm mà nó chết. Nếu kẻ dữ xây bỏ sự dữ mình đã phạm, nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, thì nó sẽ cứu linh hồn mình cho được sống, vì nó suy xét và xây bỏ mọi sự phạm pháp mình đã làm. Chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Nhưng mà nhà Israel nói rằng đường lối của Chúa là không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, có phải là đường lối của ta không bằng phẳng sao? Há chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng, hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi, vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới, vì, hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy, các ngươi hãy xây lại mà được sống. Chương 19. Vậy, ngươi hãy đọc bài ca thương về các quan trưởng Israel mà rằng, mẹ ngươi xưa kia là thế nào? Là sư tử cái nằm giữa những sư tử đực, nuôi nấng con nó giữa những sư tử con. Nuôi nấng một con trong các con nó, trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Các dân nghe tiếng về nó. Nó bị bắt trong hầm, sau khi đã đặt móc nơi hàm. Các nước điệu nó sang đất Ai-cập. Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu và sự trông cậy mình đã mất, bèn lấy một con khác và nuôi nên một sư tử tơ. Nó đi lại giữa những sư tử, trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Nó biết cung đền chúng nó và hủy phá các thành. Đất này cùng mọi vật trong nó đều bị hoang vu vì tiếng gầm của nó. Các nước ở mọi miền chung quanh bày hàng ra nghịch cùng nó, bủa lưới trên nó bị bắt trong hầm. Lấy móc móc hàm và nhốt nó vào củi, rồi điệu đến nơi vua nước Babylon, dắt nó vào nơi đồn lũy, hầu cho tiếng nó không vang ra nữa trên núi Israel. Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi trồng nơi mé nước, triệu những trái và nhành nhờ có nhiều nước. Nó mang những nhành mạnh mẽ, trở nên gậy của kẻ cai trị. Thân nó cao quá các nhành sum xê, làm cho thấy được vì nó cao và vì nó có nhiều nhánh. Nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giận và bị quăng nơi đất. Gió đông đã làm khô trái nó, những nhánh mạnh mẽ của nó đã bị bẻ ra và khô, lửa đã nuốt nó đi. Bây giờ nó bị trồng nơi đồng vắng, trong đất khô và khát. Lửa đã ra từ các nhành của nó và đã nuốt trái nó, đến nỗi không còn có nhành mạnh mẽ nữa để làm gậy mà cai trị. Ấy là bài ca thương, về sau sẽ lấy làm bài ca thương. Chương 21. Đoạn: tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng: Hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Một vị trong bãi thiên sứ đã cầm 7 bát đựng đầy 7 tai nạn cuối cùng, đến gần tôi bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ, cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên có đề 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta, tay cầm một cái thước, tức là cái sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy. Thành được 1.200.000 hectare, bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành, được 144 cu đê, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ 10 bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng 1 hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chương 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên 2 bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống, và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối, đều ở ngoài hết thảy. Ta là Jêsus đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến. Ai khác khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cái sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Thi-thiên 89. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Từ đời này sang đời kia, miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Vì tôi đã nói, sự thương xót sẽ được lập đến đời đời. Trên các tầng trời, Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín Ngài. Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta. Ta đã thề cùng David kẻ tôi tớ ta mà rằng, ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi, và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài. Sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. Vì trên các tầng trời, ai sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong những con trai kẻ mạnh dạn, ai giống như Đức Giê-hô-va? Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúa cai trị sự kiêu căng của biển. Khi sóng nổi lên, Chúa làm cho nó yên lặng. Chúa đã chà nát Ra-háp, khác nào kẻ bị đánh chết. Nhờ cánh tay mạnh mẽ Chúa, Chúa đã tản lạc những kẻ thù nghịch Chúa. Các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Tha-bô và Hẹc-môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay hữu Chúa dơ cao lên. Sự công bình và sự chính trực là nền của ngôi Chúa. Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ. Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, Đấng Thánh của Israel là vua chúng tôi. Bấy giờ, trong dị tượng, Chúa có phán cùng người thánh của Chúa mà rằng: Ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự. Ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh ta. Tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. Ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người, và cũng đánh hại những kẻ ghét người. Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Nhân danh ta, sừng người sẽ được ngước lên. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển và tay hữu người trên các sóng. Người sẽ kêu cùng ta rằng: Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Lại, ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người giao ước ta cho vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời, và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời. Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta, không đi theo mạng lệnh ta, nếu chúng nó bội nghịch luật lệ ta, chẳng giữ các điều răn của ta, thì ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm chúng nó, và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi ngươi, và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với David. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta. Ngôi ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng, như đấng chứng thành tín tại trên trời vậy. Song Chúa lại từ bỏ khinh bỉ người, nổi giận cùng đấng chịu sức dầu của Chúa. Chúa đã gớm ghê giao ước kẻ tôi tớ Chúa, và quăng mão triều người xuống bụi đất mà làm nó ra phàm. Chúa đã đánh đổ các rào người, phá những đồn lũy người ra tan nát. Hết thảy kẻ nào đi qua cướp giật người, người đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Chúa đã nhắc tay cừu địch người cao lên, làm cho những kẻ thù nghịch người vui vẻ. Phải, Chúa làm cho lưỡi gươm người thối lại, chẳng có giúp đỡ người đứng nổi trong cơn chiến trận. Chúa đã làm cho sự rực rỡ người mất đi, ném ngôi người xuống đất, khiến các ngày đương thì người ra vắng và bao phủ người bằng sự sỉ nhục. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ ẩn mình hoài cho đến chừng nào? Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ? Ôi Chúa, xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn giường nào. Chúa dựng nên con loài người hư không giường bao. Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? Hỡi Chúa, sự nhân từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình đã thề cùng David bây giờ ở đâu? Chúa ơi, xin nhớ lại sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa. Tôi mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của các dân lớn. Hỡi Đức Giê-hô-va, tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa đã dùng để sỉ nhục các bước đấng chịu sức dầu của Chúa. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va đến đời đời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con. Để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet, cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.